Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mô tả ông Massad Boulos, cha chồng của con gái Tiffany Trump, là người ủng hộ không ngừng nghỉ cho hòa bình Trung Đông. Ngày 1 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử ông Massad Boulos, cha chồng của con gái Tiffany Trump, làm cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng về các vấn đề Ả Rập và Trung Đông. Tôi tự hào tuyên bố rằng ông Massad Boulos sẽ đảm nhận vị trí cố vấn cao cấp cho Tổng thống về các vấn đề Ả Rập và Trung Đông. Ông Massad là một luật sư tài năng và là một nhà lãnh đạo được kính trọng trong giới kinh doanh với kinh nghiệm sâu rộng trên trường quốc tế, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump còn mô tả ông Boulos là một nhà đàm phán và là người ủng hộ không ngừng nghỉ cho hòa bình ở Trung Đông và tin rằng ông Boulos sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho Mỹ và cho các lợi ích của Mỹ. Ông Boulos là thông gia của Tổng thống đắc cử Trump và đã tham gia nhiều hoạt động tranh cử của ông Trump hướng tới đối tượng cử tri là người Mỹ theo Hồi giáo ở các bang chiến địa. Nếu được các nhà lập pháp Mỹ thông qua cùng các đề cử khác của ông Trump, thì ông Boulos sẽ phối hợp cùng ông Steve Wilkoff, ứng viên đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông, và ông Mike Huckabee, ứng viên đại sứ Mỹ tại Israel, trở thành bộ ba cố vấn chính của ông Trump về khu vực Trung Đông. Ông Trump đang từng bước công bố đề cử cho những vị trí quan trọng trong nội các tương lai của mình. Chỉ trước đó một ngày, ông Trump đã đề cử cựu quan chức tình báo quốc gia Cass Patel vào vị trí lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và ông Charles Kushner, cha chồng của cô con gái Ivanka Trump, vào vị trí đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông Massad Boulos sinh ra tại Lebanon và chuyển tới bang Texas, Mỹ khi còn là một thiếu niên. Ông theo học Đại học Houston và sau đó bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi tham gia vào doanh nghiệp kinh doanh ô tô của gia đình ở Nigeria và tiếp tục thăng tiến trong ngành. Từng có thông tin rằng ông Boulos có ý định tham gia chính trị ở quê nhà, nhưng hồi tháng 6, ông đã bác bỏ tin đồn này. Hồi tháng 10, ông nói với tạp chí Newsweek rằng bản thân không liên kết với bất kỳ đảng phái nào ở Lebanon. Theo một số nguồn tin của trang Axios, ông Boulos không chỉ tham gia vào chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, mà còn là cầu nối liên lạc chính giữa ông Trump và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông Trump đề cử nhân vật mà ông gọi là chiến binh nước Mỹ trước tiên làm giám đốc FBI và chọn cha của con rể làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Ngày 30 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử ông Cass Patel, cựu quan chức an ninh quốc gia và là một người trung thành với ông, làm lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, theo hãng tin Reuters. Tôi tự hào thông báo rằng ông Cass Patel sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc tiếp theo của Cục Điều tra Liên bang. Ông Cass là một luật sư, điều tra viên và chiến binh nước Mỹ trước tiên tài giỏi, người đã dành cả sự nghiệp của mình để vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và bảo vệ người dân Mỹ, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, ông Patel phục vụ với vai trò cố vấn cho cả giám đốc tình báo quốc gia và bộ trưởng quốc phòng. Đề cử ông Patel làm lãnh đạo FBI cho thấy ông Trump có ý định thay thế giám đốc FBI hiện tại là ông Christopher Wray. Theo luật, giám đốc FBI được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 10 năm như một biện pháp bảo vệ cơ quan này khỏi các hoạt động chính trị. Ông Wray còn 3 năm nữa trong nhiệm kỳ 10 năm. Ông Trump đã đề cử ông Wray cho vị trí giám đốc FBI vào năm 2017 sau khi sa thải ông James Comey. Nhưng ông Trump bắt đầu trở nên không hài lòng với ông Wray trước khi rời nhiệm sở vào năm 2021. Vấn đề giữa ông Trump và FBI thêm tệ sau khi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông bị khám xét vào tháng 8 năm 2022 và ông Trump sau đó bị truy tố vì bị cáo buộc lưu giữ các tài liệu mật. Cũng trong ngày 30 tháng 11, ông Trump chính thức đề cử ông Charles Kushner, cha của con rể ông là ông Charles Kushner, làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Tôi rất vui khi đề cử ông Charles Kushner đến từ New Jersey làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông ấy là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà từ thiện và nhà đàm phán tuyệt vời. Người sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ đại diện cho đất nước và lợi ích của chúng ta, ông Trump thông báo. Tổng thống đắc cử cũng lưu ý mối liên hệ với con rể Charles Kushner, người đã kết hôn với con gái của ông là bà Ivanka Trump. Ông Kushner là một nhà phát triển bất động sản, đã được ông Trump ân xá vào năm 2020 sau khi bị kết án năm 2005 với các tội danh liên bang, bao gồm trốn thuế. Ông Trump chọn 3 nhân vật cứng rắn cho các vị trí quan trọng trong nội các mới. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo chọn hạ nghị sĩ Mike Watts, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Mỹ và là người có quan điểm cứng rắn về đối ngoại cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia, theo hãng tin AFP.
Ông Trump mô tả ông Watts là một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn quốc về an ninh quốc gia và một chuyên gia về các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Iran và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Ông Watts từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nên được cho là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ông Trump trước hàng loạt thách thức về chính sách đối ngoại, bao gồm các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza và Lebanon. Theo AFP, hạ nghị sĩ Cộng hòa này từng công khai coi Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Ông Watts cũng chỉ trích gay gắt chính phủ Nga, đồng thời lập luận rằng chính sách hiện tại của Mỹ nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến đấu của Ukraine cần phải chấm dứt để tìm kiếm giải pháp đàm phán. Cùng ngày, ông Trump cho biết sẽ đề cử cựu thống đốc bang Arkansas, ông Mike Huckabee, làm đại sứ Mỹ tại Israel. Ông Mike đã là một công chức xuất sắc, thống đốc và lãnh đạo về mặt tôn giáo trong nhiều năm. Ông ấy yêu Israel và người dân Israel. Và người dân Israel cũng yêu mến ông. Ông Mike sẽ làm việc không mệt mỏi để mang lại hòa bình ở Trung Đông, theo thông báo của ông Trump. Ông Trump cũng chọn thống đốc bang South Dakota, bà Kristi L. Noem, làm bộ trưởng an ninh nội địa. Đài CNN dẫn lời hai người nắm rõ thông tin cho hay. Theo CNN, bà Noem là đồng minh trung thành của ông Trump và là người giữ lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư. Việc đề cử bà Noem là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của ông Trump trong lời hứa sẽ trấn áp nhập cư. Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ đã đưa ra những gương mặt đầu tiên trong nội các mới, gồm hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cựu hạ nghị sĩ Lee Cheldin làm giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, EPA, bà Susie Wallace, quản lý chiến dịch tranh cử của ông, làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ giữ vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, hãng tin Reuters cho hay. Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông hôm 11 tháng 11, ông Trump viết, "Tôi rất vinh dự đề cử Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik phục vụ trong nội các tương lai của tôi với tư cách là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc." Ông Trump mô tả bà Stefanik là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và thông minh vì mục tiêu nước Mỹ trước tiên. Bà Stefanik chưa đưa ra bình luận về lời đề cử của ông Trump. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Dannon đã chúc mừng bà Stefanik, mô tả nữ chính khách là người có sự sáng suốt, không lay chuyển về mặt đạo đức và chúc bà thành công trong việc kiên định bảo vệ sự thật và công lý. Bà Stefanik, 40 tuổi, là hạ nghị sĩ đại diện bang New York, quê nhà của ông Trump và đang là cấp lãnh đạo cao thứ tư của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ. Bà Stefanik được biết tới là một đồng minh trung thành của ông Trump. Bà Stefanik đắc cử hạ nghị sĩ lần đầu tiên năm 2014 và đã tái đắc cử trong tất cả các cuộc bầu cử trong 10 năm qua. Trong cuộc bầu cử 2024, bà Stefanik được xác định giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ dân chủ là bà Paula Collins. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, có một số đồn đoán rằng bà Stefanik có thể trở thành đối tác liên danh tranh cử của ông Trump, nhưng người sau cùng được ông Trump lựa chọn là Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Sau khi được xác định giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump và đội ngũ của mình đang tất bật lựa chọn những ứng viên cho các vị trí quan trọng trong nội các tương lai. Ngày 7 tháng 11, cái tên đầu tiên được công bố là bà Susie Wallace, một trong những cố vấn kỳ cựu nhất của ông Trump, được nhắm tới cho vị trí tránh văn phòng Nhà Trắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!